khán giả thân yêu của Tí. Mở đầu câu chuyện, à nhầm, video, Tí chúc các bạn một ngày tươi không cần tưới nhé. Không biết các bạn khán giả của Tí dạo này thế nào? Có bận rộn quá không ạ? Mà sao chả thấy ủng hộ Tí hết trơn á? Lan Tí mấy hôm nay thắc mắc, ra vườn vặt hoa đếm lá xem, các bạn có còn yêu Tí không á? Yêu, không yêu, yêu, không yêu, hoài thôi. Các bạn ơi, hãy cho Tí thấy tình cảm của các bạn đi nào, bằng cách like video giúp Tí nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Vòng vò hoài à, chúng mình cũng tới nội dung video ngày hôm nay. Bật mí là video có nhiều cái hay và nhiều sự kiện nên là các bạn chịu khó xem tới hết video nha. Đầu tiên thì chúng mình cũng tới tình hình chiến sự ở Ukraine. Sau một hồi đọc báo Tây, báo ta, báo Nga, báo Lào với cuộc phản công của quân đội Ukraine, quân Nga rút chạy, quân Ukraine thắng lớn. Nói chung thì cuộc chiến này ép chỉ lót dép ngồi hóng thôi vì sự nhiễu loạn thông tin rất lớn. Tuy nhiên, cả hai bên đều công nhận một điều là hầu hết không có cuộc đụng độ ác liệt nào. Nga chủ động rút quân và Ukraine tiến quân mạnh nhanh chóng, chiếm hữu những vùng Nga bỏ lại. Theo nhận định thì quân đội Ukraine gấp tới 8 lần quân Nga. Tiếp theo là những vụ công kích của Nga vào nhà máy điện, cùng với phá hủy đập, làm mất đường tiếp tế của Ukraine. Các bạn hỏi xem, hôm nay Ad dở trứng sang phân tích chính trị quân sự á? Không đâu. Chẳng qua là Ad đang ngồi hóng xem có tin gì hot để kể cho các bạn nghe ấy. Thì thấy tình hình chiến sự Ukraine đang rất nóng. Và sau khi hóng hớt bất chợt, Ad liên tưởng tới một bài viết ở một trang báo của nhà phân tích Nhật Bản. Làm Ad liên tưởng. Liên tưởng gì ấy à? Trước hết là Ad trích đoạn cho các bạn nghe đã nhé. Từ bối cảnh này, một thành phần nổi lên rằng Trung Quốc, một cường quốc, đang áp đảo một nước nhỏ Việt Nam. Tuy nhiên, tôi tin rằng Việt Nam sẽ không phải là đối thủ dễ chơi với Trung Quốc. Xét cho cùng, Việt Nam đã trải qua mấy nghìn năm giáp với các triều đại kế tiếp của Trung Quốc, có thể nói là trung tâm của thế giới. Hơn hết là cuộc chiến chống lại nhà Nguyên, 3 lần đẩy lùi cuộc xâm lược của đế quốc Mông Cổ và chiến tranh Trung Việt năm 1979 đã thể hiện rõ sức mạnh và sự ngoan cường của một đất nước Việt Nam. Vậy tại sao Việt Nam lại không thua Trung Quốc? Tôi muốn xem xét chiến lược trong khi tham khảo các ví dụ lịch sử cụ thể. Đó là vào năm 1257, Việt Nam, sau đó là Okoshi, bị quân Nguyên tấn công. Nhận thấy trước nguy cơ bị xâm lược, Việt Nam đã cố gắng tránh bằng cách tăng số lượng triều cống. Nhưng lúc này không thể trấn áp được đế quốc Mông Cổ, đế chế đã được mở rộng quyền kiểm soát đối với thế giới, Ả Rập và Đông Âu. Chiến trường đã được mở ra. Tuy nhiên, bất chấp sự thủ kém rõ ràng của phía Việt Nam, vào các năm 1257, 1284 và 1288, họ đã đánh bại Mông Cổ. Trong số đó, trận sông Bashdan, trận Bạch Đằng năm 1288 được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Có ý kiến cho rằng trận chiến này về phía Việt Nam đã giành được thắng lợi khi tận dụng được tối đa lợi thế về địa lý. Biết rằng sự lên xuống của thủy triều có ảnh hưởng đến mực nước sông, quân Việt đã đóng một số cọc xuống lòng sông để đón thủy quân Nguyên. Quân Nguyên tự tin chiến thắng trước đoàn quân Việt Nam đang bỏ chạy. Nhưng ngay khi mực nước rút xuống, đáy tàu bị mắc vào cọc và họ không thể di chuyển. Người ta nói rằng quân Nguyên mắc cạn trên mặt nước và hoang loạn, không còn là mục tiêu cho các cuộc tấn công của quân đội Việt Nam. Sự khéo léo của chiến tranh phòng thủ, tận dụng lợi thế địa lý như vậy là điều phổ biến trong chiến tranh Việt Nam, nơi được cho là đã giăng ra nhiều cạm bẫy trên khắp đất nước và khiến lính Mỹ khiếp sợ. Trên thực tế, chiến tranh Việt Nam đã có tác động lớn đến lịch sử Nhật Bản. Vào thời Kamakura sau chiến tranh Burney năm 1274 và chiến tranh Kon năm 1281, khi đội quân lớn của nhà Nguyên tấn công, người ta nói rằng tướng Hốt Thất Liệt đã định điều quân lần thứ ba. Nhưng thực tế không phải vậy. Được cho rằng một trong những nguyên nhân khiến kế hoạch không thành hiện thực là trận đấu khó khăn trước Việt Nam. Đoạn viết trên của một người Nhật kể về nhà Trần 3 lần chống quân Mông Nguyên của Việt Nam. Trận đánh của quân Trần toàn lấy ít đánh mạnh, giặc mạnh ta rút, giặc yếu ta đánh là yếu lĩnh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Trong đó có kế vườn không nhà trống, khá giống với việc quân Nga thấy Ukraine đông gấp 8 lần nên chủ động rút lui, tránh đánh trực diện. Tiếp theo là việc những đồng lúa, lương thực của dân chúng nhà Trần đều cho ngập nước, giống giống với việc Nga phá đập cho nước tràn xuống một vùng rộng 70 hay 90 km vuông ấy. Tiếp tới là việc nhà Trần đánh quê nhiều, tiêu hao địch, cùng với việc đánh chặn lương thực, cắt viện trợ, khiến quân Mông Nguyên lao đao. Giống với việc Nga bắn tên lửa vào nhiều mục tiêu quan trọng, phá hủy hậu cần của quân Ukraine. Tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn tiếp diễn, kết thúc như nào, làm sao thì mình không biết được. Với kiến thức và tầm nhìn hạn hẹp thì Ad tiếp tục lót dép hóng thôi. Có một điều, cuộc chiến này dù ai thắng thì khổ nhất vẫn là người dân.
Đấy là sự liên tưởng của riêng Ad thôi nhé. Các bạn thấy hợp lý thì để lại bình luận cho Ad biết với nha. À quên giới thiệu, bài báo này là từ trang báo điện tử của tờ báo Bunsun, rất nổi tiếng của Nhật Bản. Bối cảnh của bài phân tích này là tác giả Satoshi Tomisaka phân tích về vấn đề Biển Đông cùng với nghệ thuật quân sự, tinh thần, con người Việt Nam. Trong đấy, có một điều mà tác giả khuyên Nhật Bản nên học hỏi theo Việt Nam chúng ta. Tác giả khuyên điều gì, khen ngợi điều gì, các bạn hãy cùng Ad xem tiếp nhé. Mở đầu bài viết, tờ báo này nói về sự kiện căng thẳng ở Biển Đông bắt nguồn từ Trung Quốc. Tiếp theo là những ý kiến lập luận về tinh thần của người Việt mà Ad trích dẫn ở trên. Tiếp theo là đau thương của chiến tranh Trung Việt. Hơn nữa, chiến tranh Trung Việt bắt đầu vào tháng 2 năm 1979 là một loại chấn thương đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về mặt chính thức, chính phủ Trung Quốc tuyên bố chiến thắng, nhưng trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bản, nội chiến Trung Quốc và chiến tranh Triều Tiên, chính phủ đã liên tục nhấn mạnh chiến thắng của mình liên kết nó với tính hợp pháp của chế độ cai trị. Nó được gọi là cuộc chiến mà Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ động không muốn động đến. Tất nhiên, Trung Quốc chưa chính thức nói rằng họ đã bị đánh bại, nhưng thực tế là họ đã bị đánh bại bởi sự kháng cự bất ngờ của Việt Nam. Có khá nhiều người và họ đều nói rằng họ cố tình cố gắng làm cho thiệt hại có vẻ nhỏ hơn, rằng chiến trường thực sự là địa ngục, một quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiết lộ. Động lực ban đầu cho cuộc chiến này là cuộc tấn công của Việt Nam vào nước láng giềng Campuchia vào tháng 1 năm 1979 nhằm lật đổ chế độ Pol Pot do Trung Quốc hậu thuẫn. Đối với Trung Quốc, vào thời điểm đó, đây là một sự phản bội kép. Cho đến lúc đó, mặc dù thực tế là Trung Quốc vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng bi thảm, trong đó hàng chục triệu người chết đói vì đại nhảy vọt, được coi là một chính phủ sai lầm của Mao Trạch Đông, chiến tranh Việt Nam đã bắt đầu bất chấp nhân dân. Tuy nhiên, cuối cùng, Việt Nam đã nhanh chóng ngả về phía Liên Xô, điều mà Trung Quốc đề phòng nhất. Và cuộc xâm lược Campuchia, sự tức giận của Đặng Tiểu Bình đối với Việt Nam là rất lớn. Đúng như Đặng Tiểu Bình đã nói trong cuộc họp báo khi ông đến Nhật Bản rằng ông sẽ trừng phạt Việt Nam. Trung Quốc hẳn đã mong đợi một trận chiến một mất một còn. Khi bắt đầu cuộc chiến, người chỉ huy chiến tranh Trung Việt khoe rằng mọi thứ sẽ kết thúc trong một tuần. Chắc hẳn ít người trong số các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nghĩ rằng họ sẽ bị mắc kẹt. Tuy nhiên, trên thực tế, trận chiến lớn kết thúc trong khoảng một tháng, nhưng nó đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao trong 10 năm sau đó, đối đầu nhau xuyên biên giới. Khi tôi hành quân qua những ngọn núi và đến địa điểm, có lúc một số thành viên bị mất tích và cuối cùng tôi đã nhận ra rằng mình đã bị bắt cóc bởi những người lính Việt Nam. Người ta nói rằng họ đã bị dồn vào một ngõ ngách. Những người lính Việt Nam có khả năng xuất hiện và ẩn náu trong rừng rậm, nơi được nuôi dưỡng trong cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ, nhà sử học quân sự Trung Quốc. Vì vậy, chiến tranh Trung Việt được coi là cuộc chiến mà quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chịu một thất bại duy nhất. Lúc này, Việt Nam vừa kết thúc một cuộc chiến với Hoa Kỳ, ngay sau đó đã mở cuộc chiến với một siêu cường quốc khác là Trung Quốc và đã đánh bại nước này. Khó có thể phủ nhận sức bền, sức mạnh, tinh thần và bản lĩnh chiến thuật của quân đội Việt Nam và quần chúng nhân dân. Sử dụng cứng và mềm. Nhưng đó không phải là điều duy nhất chúng ta nên học hỏi từ Việt Nam. Nguồn sức mạnh thực sự của Việt Nam nằm ở khả năng nắm giữ một cường quốc bằng cách sử dụng cả hai mặt, cứng và mềm. Nếu cái cứng là nghệ thuật và sức mạnh tinh thần để tồn tại trong cuộc chiến cay đắng, thì cái mềm là sức mạnh ngoại giao. Ví dụ, trong cuộc chiến chống quân Mông Cổ vào thế kỷ thứ 13, trước chiến tranh, họ đã làm hết sức mình trong lĩnh vực ngoại giao thông qua việc triều cống. Điều này cũng đã xảy ra trong chiến tranh Việt Nam. Việt Nam đã sử dụng nhiều cách tiếp cận ngoại giao khác nhau để giữ cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ ở mức thấp nhất có thể. Đồng thời, cố gắng không khơi dậy tình cảm chống Mỹ quá mức trong nhân dân để không làm mất thời gian hòa giải. Về vấn đề này, chính sách ngoại giao của Nhật Bản nên học tập lại, vốn có xu hướng phân đôi, đơn giản giữa đối đầu và xoa dịu. Hai là, luôn mang trong mình một sức mạnh to lớn khác khi đối đầu với nó. Trong chiến tranh, Việt Nam đã khéo léo đọ sức với cả Liên Xô và Trung Quốc để rút tiền viện trợ cho cuộc chiến chống Mỹ. Ngoài ra, trong chiến tranh Việt-Trung, Trung Quốc phải tiếp tục lo sợ trước mối đe dọa của Liên Xô khi chiến đấu với Việt Nam. Hãy cùng quay lại và nhìn lại vấn đề Biển Đông hiện nay. Trong khi Việt Nam có vẻ như đang chịu áp lực quân sự từ Trung Quốc, họ có ý định thu hút Mỹ và các nước ASEAN để thu hút dư luận quốc tế về mình. Một biểu hiện của điều này là Hội nghị An ninh châu Á tại Singapore vào cuối tháng 5, Thủ tướng Abe vừa bị ám sát của Nhật và Bộ trưởng Quốc phòng Hager của Hoa Kỳ liên tục chỉ trích Trung Quốc và Trung Quốc bị buộc vào một cuộc chiến phòng thủ. Kiểu sử dụng giữa cứng và mềm là vũ khí hữu hiệu nhất khi đối đầu với một cường quốc. Có lẽ đó là một bài học kinh nghiệm lớn nhất của Việt Nam.
Các bạn thấy bài phân tích của tác giả Nhật này thế nào? Và sự tưởng tượng của Ed về kế vườn không nhà trống ra sao? Hãy để lại ý kiến của các bạn xuống dưới phần bình luận nhé! Hãy like, chia sẻ ủng hộ Ed với nha! Đăng ký giúp Ed sớm đạt 100 sub nhé! Cảm ơn các bạn nhiều! Chúc các bạn một ngày tươi không cần tưới! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau!